Mấy đứa trai Hàn Quốc ngắm cho ngắp cho bà ngắm luôn à. Ngắm luôn cái. Bấm vào. À quên đếm rồi, quên đếm rồi, cái đầu nhanh. Lại. Một, hai, ba, bốn, năm. Trời ơi, mệt quá anh em à. Trời ơi, nãy giờ tôi đang tập gọi là cho nó giảm cân anh em à. Chào anh em nha, tôi là Quay trong channel Quay Đếp. Thì trước khi video này đến bắt đầu, các bạn đừng quên để lại cho tôi một nút like, một nút đăng ký, một nút chia sẻ nha. Và đừng quên, vì gì chứ, còn các bạn đang xem video của tôi chưa có đăng ký cho tôi, đừng quên đăng ký nha các bạn ơi. Trời ơi, tập mà muốn gọi là sụi luôn cái chân á. Trời ơi, chân ơi. Gì đây? Trời ơi, người ta đang tập hết đất đếm giờ đó. Rồi sao? Ủa, hôm nay yêu. Chắc có mưa to trời. Vậy sao mới thấy ông nổi trời? Ông tập ghê vậy? Có bội cho mất sống muối đâu. Ủa, nhiêu cái? Người ta mới lần đầu tập thì người ta hết được có 5-6 cái thôi. What the hell? Tập từ từ chân lên. Nhìn chỉ có bóng rồng. Trời ơi. Ai, em nói cho chị biết nha, trời chị mới vô làng mà chị hơi gọi là gì và này nọ rồi đó, chị hiểu không? Thôi vậy mới là chị tôi, vậy sao? Rồi sao? Trời ơi! Vậy em gây sự đúng không? Gây sự ai mới là người gây sự trước? Em nói cho chị biết nè. Chị làm gì đó, chẳng là... Đó, cãi không cãi? Trời ơi mấy tụi con gái này trong làng này dạo này nó chảnh dữ, bay chảnh mà hết muốn lời muốn nói luôn anh em. Tôi thở nó cũng ghét, tôi hít nó cũng ghét, tôi nhắm mắt nó cũng ghét, tôi đi ngủ nó cũng ghét, tôi làm gì nó cũng ghét hết anh em à. Trời, tâm lý tôi đi ỉa nó cũng ghét nữa anh em. Thôi nói chung thì con gái mà trời cái gì nó cũng ghét hết, bây giờ mình phải gọi là kiếm một cách gì đó để trừng trị tụi nó mới được anh em. Từ từ lắp cái nhà mình lại anh em. Trời, lộ hết độ thiên hết rồi, cái phòng thí nghiệm của mình ở dưới đây nè anh em. Anh em nhớ cái video nè, video là tên là gì ta, điều khiển gọi là gái trong này sinh tố đó anh em nhớ không? Đó thì hôm nay tôi chính tôi đây sẽ làm tiếp tập 2. Tại vì các bạn nói là anh ơi hãy tiếp tục làm điều khiển gái phần 2 đi. Trời, em thích quá. Trời ơi, các bạn bình luận mà một đống quá trời luôn nè, đó một đống luôn đó. Tôi sẽ tiếp tục làm cái tập này tiếp theo, nhưng mà bây giờ á là tôi đã có cải tiến cho cái cổ máy của tôi rồi anh em. Đó anh em thấy chưa, tôi thêm một số gọi là thiết bị bổ trợ cho cái máy gọi là cái ghế ngồi của tôi nè anh em. Là bây giờ tôi nên lấy cái gọi là cái đồ để tôi chế tạo nè anh em, nhập cơ thể ngọc yểm bùa nè. Nếu anh em chưa xem cái video điều khiển con gái mà tập trước á thì anh em nhớ là bấm vào cái đường link bên phải trên, nó hiện ra đó. Thấy chưa? Nếu các bạn không thấy thì các bạn vô kênh mình lướt xuống xíu là thấy à. Tôi đã thêm một số gọi là skill mới anh em à. Đây, tôi kiếm rồi. Uống miếng bò đâu trời, lại nữa rồi làng mình không có con gì hết luôn á. A few moments later. Sao con bò cho chị vậy? Nó thấy chưa, nó phải chở, nó phải lên cái nóc nhà của tôi luôn á anh em. Và bây giờ tôi lên tôi test con bò trên nóc nhà tôi. Ủa mà sao con bò lên được nóc nhà tôi vậy? Ok, bây giờ tôi sẽ quăng cái ngọc yểm bùa này vô cái mặt nó. Mày nè con, sợ chưa? Sợ rồi đúng không? Bây giờ tao sẽ xuống cái hầm của tao để điều khiển mày luôn nè con. Tao sẽ cho các bạn fan thấy có những sự kiểu mới mà tao mới gọi là cho thêm vô nè. Để mình ngồi lên cái xe này các bạn. Đó, ngồi lên cái máy cổ, cái chỗ ngồi nè. Xong rồi mình sẽ nhập vô cơ thể của con bò nè anh em. Đó, anh em thấy gì chưa? Anh em thấy gì ở dưới cái túi đồ của tôi chưa? Từ, trước khi thấy là anh em đã thấy tôi đang trong cái người con bò anh em rồi. Đâu, quỷ! Đi vô đó làm gì? Đi xuống. Ôi, té giờ tao cho nó xuống nước cho nó đỡ té các bạn ơi. Đó, đi xuống nước. Ok. Xíu nữa chết nó rồi anh em. Đây, triệu hồi cha Hàn Quốc. Rồi skill thứ hai là triệu hồi quái, skill thứ ba là đặt TNT, và skill thứ tư là không, skill này là cái này không phải là skill nữa các bạn, cái này là điều khiển cơ thể thôi. Còn cái skill cuối cùng đó chính là tạo hố anh em à, triệu hồi chai Hàn Quốc. Anh em thấy cái này à? Ủa, triệu hồi chai Hàn Quốc sao? Đây, để tôi cho anh em xem nè. Ôi à. Anh thấy gì không? Ôi, anh dù gì bấy bì có làm công chúa của anh không, nếu anh thích nước thì em đã thích 70% về anh rồi đó. Vãi chưởng mấy con đã thích cho anh em ghê không? Đó, đây chính là chai đẹp anh em ơi, chai 6 muối. Ôi, mới nói xong chết queo luôn rồi anh em. Trời ơi, mới khen xong anh em hơi cãi. Nhưng tại vì á tôi gọi là chỉnh cho mấy ông trai Hàn Quốc này chỉ là mấy cái con NPC thôi, những cái con rối nó không có tri thức gì hết anh em, nó chỉ biết là theo gái anh em à. Rồi tiếp đây nè, triệu hồi quái thì các bạn quen rồi đúng không? Đây. Ồ, ui. À, quên cái chiêu này không có tác dụng lên con bò anh em. Rồi, lát hồi qua kia xử tiếp. Rồi bây giờ chiêu đặt tim đi nè. Đây, chiêu này mới là xén. Chiêu này anh em biết sao không? Khi mà tôi ngước xuống là TNT nó chịu hồi xung quanh luôn em. Nếu mà tôi muốn chơi chiêu này tôi phải đi ra xa xíu. Bây giờ tôi ngước xuống thôi là TNT nó sẽ chịu hồi xung quanh là chết con bò luôn nè anh em. Đó! Wow!
hết rồi. Ó, đi tới chỗ tôi qua luôn. Rồi chết quen bò luôn rồi anh em. Chết quen bò luôn rồi. Không sao, nói chung là còn cái chiêu cuối cùng tạo hố thì cũng dễ hơn em mà. Bây giờ để tôi thoát ra nè. Ủa, nó không có tác dụng. À quên, cái không có chiêu là không có tác dụng anh em. Không có có bật thí nghiệm là nó không có tác dụng. Thôi bây giờ để mình qua rồi cho hai đứa kia luôn. Dây review cũng lâu rồi anh em. Bây giờ đi qua luôn, không nói nhiều nữa, cầm cái này nè. Đó, qua cho hai cái người đàn bà trong làng sinh tố kia. A few moments later. Ủa, cái trong nhà luôn kìa. Đó, người ta nói sao lúc đi vô nhà cũng không có cửa nữa. Trời ơi, xong rồi lúc mà người ta đi vô nhà đó thì tự nhiên nói là cái gì ta, dâm dê dâm dục rồi các kiểu nè anh em. Không hiểu luôn á, bà để vậy à, sao tôi biết tôi vô? Sao tôi biết tôi bà đang tắm? Em vừa anh em. Ủa sao con này đây vậy? Hồi qua du, mày tới đâu vậy? Ồ, mày chắc cái con rối của bà Na Bi á. Ồ, để mình lên nè. Để mình xem coi bà Na Bi đâu rồi. Ủa, bà Na Bi lại ăn cắp kìa, thấy chưa? Trời ơi, nhà không cửa rộng, đó hỏi sao? Người ta thấy hết là đúng rồi, xong rồi nói người ta dâm dê. Đó, 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 bây giờ tôi quăng cái cục này nè. Quăng một cái coi, dạy, không biết bà biết không? Trời ơi, sao biết được, quăng sao biết được. Ôi trời, đi chỗ khác rồi vẫn còn nghe được, biết bà hát kìa, hát to dữ ha. Hát cũng hay đó ha, nhưng mà ngày tàn của chị sẽ tới rồi. Ập vô cơ thể, đó, tắm đúng không? Tắm giữa lộ thiên hả? Tôi sẽ chịu hồi chai cho tắm. Tắm nè, mấy đứa trai Hàn Quốc ngắm cho ngập cho bà ngắm luôn nè. Ngắm luôn cái. Trời ơi, trai đèn cháu muối gì mà xấu quá. Trời ơi, em xin gái trời ơi. Trời ơi, trời xuống vậy. Trời ơi, xuống vậy còn nói đi lại, đi vô nhanh lên, đi vô. Ủa sao không ngoài được? Ui. Tới tiếp đi. Chị đã bơi, chị ra lại hay chạy đi. Trời ơi, alo em đâu rồi? Nè. Chị đang nói gì vậy trời? Ủa, chị ra đây mặc đồ kia hả? Adu. Có Abi đây luôn. Adu cũng được đó. Chị đây nó ăn chị đi. Mày ngủ như biến thái tự nhiên. Đi đến nè các bạn. Ôi, chết ơi, nổ dính nhà mình. Được, cho bà ra đây, cho bà ra đây, cho bà ra đây. Ê, không biết ai kia. Nổ tin đi gái. Không phải tôi địch nha. Cái đó tự nhận. Ôi, nổ quá ghê. Thiệt sự anh em. Ôi, chị đâu biết đâu, alo, chị đâu biết gì vậy? Nhảy lên trời, oh my god. Bây giờ ném ném phải ra, bà bị cung chị hơi gần 20 mấy rồi. Này sướng chưa, sướng chưa? 3.000 rồi chị ơi. Sướng chưa? Ê, lộn bóng, anh em ơi, bóng lộn về, để tôi ngồi lại không? Vô các bạn. Chết rồi. Cho bà ra chỗ khác, lộ thí nghiệm. Ủa, sao chị đi xuyên bà lóc nè? Mày chị bị mấy đứa, mày đi ra nhá nè. Ủa, sao mấy đứa, quỷ gái đi. Sao mấy đứa, bị lúng luôn hả? Ok, chịu hồi quá nè em. Rồi, xong. Đi vô, không có đi đâu hết, đi vô. Không được. Phải cho qua nhà Chinky xong rồi cầm Titi nổ nhà nó. Xong rồi bà Na Bi tưởng. Xong rồi cho Chinky nó tưởng là Na Bi phá nhà. Ở nhà Chinky. Nói em cái đó. Ủa sao về nhà? À quên. Bà Na Bi chết queo luôn rồi. Qua, để mình qua nhà Na Bi. Để mình qua nhà Chinky nè anh em. Đó, đẩy kéo qua nhà Chinky nhanh lên. Chị cho nổ tiếp. Chị thấy nó. Bây giờ tôi quên review cho anh em cái tạo hố này, anh em xem nè. Hả? Chị đi cho nó đi. Sao chết nhanh vậy? Tạo cái hố nè. Bye bye. Đó anh em thấy tác dụng chưa? Úi ơi, rồi xong. Quẹo luôn rồi, cho nổ banh con này luôn. Ok, cho anh bà Na Bi đủ rồi. Bà biết chưa, bà khóc là bà chưa. Rồi, tôi về. Để tôi gọi là quả lại cái yểm này đã. Rồi xong rồi tôi ra tôi nhập vô đứa khác. Con quỷ Kinh Kỳ. Cho tụi nó chết luôn. Ê, có chuyện gì mà nổ vậy anh em? Ông này đẹp đàn em biết xử lý hay vậy? Gì vậy? Ông đàn em mà không biết làm cái gì hết trơn á. Trời, tôi không nổi gì nha, tôi mới đi ngủ. Tôi dậy xong nghe tiếng đùng 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 đùng. Không hiểu chuyện gì luôn á. Ê, Kinh Kỳ, ra đây Kinh Kỳ.
Ở đây có chuyện muốn nói nè. Không, nè có, tôi nghe nói là vợ, ông chồng của bà đang làm cái gì đó mối một con đứa con gái khác sao á. Đây, đây, tôi kể. Không, cái gì hả? Ê, đừng có bài tán, ra chỗ khác, ra đây, ra đây, ra đây. Ra, để ra sau nhà tôi đi, tôi nói. Nè, bữa tôi xem, ở đâu rồi, quỷ Vinh kia đâu? Đâu? Đây nè má, trong nhà tôi. Ôi ơi, tôi nói cho nghe nha, bữa thằng Hai Chi á hả, nó là tôi thấy nó đi với một đứa con gái khác á. Đó, đó, bà, bà nhớ không, bà nhớ không? À, không biết sao nhớ mà. Ôi, hãy chị ra bên đi. Dính vậy à. Ủa, tôi nhớ thấy mà ta. Ôi, chắc cả, chắc tôi ăn tưởng hồi trên kia đi ra chỗ khác đi. Đúng rồi, tôi đang qua, tôi cứu vợ ông nè. Vợ gì? Rồi, ok, ok, ok. Để tôi bích cái lỗ này đó anh em. Không cho tụi nó biết là có cái phòng thí nghiệm ở đây anh em à. Đi xuống. Rồi, bây giờ điều khiển chinh kỳ nè, đúng không? Chinh kỳ nè, đúng luôn. Chiều hồi cha cái coi. Ủa chắc là trai ở ngoài hồi chơi hôm nay cái nữa. Rồi, trời ơi, đi ra ngoài nhanh lên. Cái gì vậy? Con trai nào trong nhà bà? Con trai, con trai, trời, chỉ có quái mà thôi. Trời ơi, đã lái được anh em. Ui rồi, đã thì chưa anh em, đã chắc ui rồi. Bây giờ nè, tiếp theo nè, mình phải qua chắc mình phá nhà Nabi đi. Nổ nhà Nabi cái. Nổ tiếp, nổ tiếp. Nè chị em ơi, chị nó bơi chị hả, nãy chị nó phá nhà. Chị phá nhà em chưa nói nha, chị nói gì nữa. Này, ui rồi, con này nói quýnh a bơi nữa chứ. Vậy tượng tàn đi đúng rồi. Chị phá nhà em mà, hồi nãy tượng chị không nói đúng rồi, đúng chị rồi. Thấy em phá bây giờ em phá lại đó, rồi chị làm gì. Bây giờ chị không có phá nhà em nha, chị không có phá nhà em nha. Quýnh chị Nam Bi cái, quýnh chị Nam Bi cái. Ôi ôi, tượng tàn kìa. Ui 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 ui. Cái này nó quen quen vậy ta. Sao nó cứ bây giờ nó xuất hiện hóa hoài mà chúng tôi không làm gì hết á. Tao nói tao chịu hồi trai cho nó theo mày luôn. Trai theo mày suốt đời luôn con. Trời ơi chết rồi, hôm nay con chinh kia được nhiều trai theo quá vậy. Mày tưởng cái gì vậy? Thôi học giam luôn. Ê, cho nó nổ nhạc. Cho quỷ trên kia nổ nhà nha. Cho quỷ trên kia nổ nhà nha. Cái rồi để cho nghe nó đổ cho kỳ. Á, nổ nhà nha. Nổ. Ôi trời. Nổ nhà. Vui quá anh em ơi. Thôi còn AB chắc tôi không cho AB. Tôi không cho AB đâu. AB đang là người yêu tôi không cho được. Thấy tội quá. Thôi nên là anh em à, nói chung thì video của tôi cũng quá đây rồi. Và anh em đừng quên lại cho tôi một nút like, đăng ký, một nút chia sẻ nha. Và đừng quên qua channel của tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ đăng ký tất cả mọi người nữa nha. Đó, anh em thấy chưa, cảnh hỗn độn rồi chưa. Bây giờ để kết thúc video một cách mượt mà nhất, tôi cho con quỷ trên kia bắn cho. Bài mà không có đường để trở về luôn. Mày đúng rồi, lên thiên đàng sẽ được làm chúa trời luôn con. Chị hỏi cho Hàn Quốc trên đây nữa. Chị hỏi Hàn Quốc. Tuổi đi. Quỷ kỳ tuổi đi, mày tuổi đi. Mày còn tuổi với tao hả? Ok, bye bye anh em nha. Bye bye. Nếu anh em muốn tôi làm cho tiếp thì đừng quên bình luận phía dưới nha. Bye bye.